Dạ vâng, em xin chào anh Tùng. Thì thể theo yêu cầu anh có nhắn trên Zalo của em là anh chọn hai cây lá lê, cây con, cây giống này ạ. Thì bây giờ em lấy che như cái hình em chụp em gửi qua anh, và anh đã chốt đơn hai cây này. Thì em gửi cho anh ạ, hai cây giống, hai cây con. Đây, cây này ảnh đang ra tuột non nè. Cây này cũng vậy, anh có hai tượng. Cái mặt bông thì như vậy nha anh. Đây. Thì hôm trước em có gửi anh cây này. Cây này thì ảnh lớn hơn, ảnh mắc tiền hơn ạ. Rồi, vậy là em đóng hàng gửi cho anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ bên em. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và sự như ý ạ.